Rồi chào mọi người nha. Thì hôm nay Mộc sẽ review cho mọi người cái mẫu bàn ăn kiểu đơn giản nhưng mà chất cây nó lại là chất cây quý, là chất cây gỗ khó đỏ hay còn gọi là gỗ bên, gỗ cà te. Và loại này bạn có thể sử dụng 7-80 năm là vô tư nha. Và quay tận sở sản xuất bên khu làng nghề Mộc. Làng nghề đồ gỗ Hố Nai ở Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai. Và cái mẫu này thì cái ghế này là ghế chữ thọ. Đấy, kiểu chạm mà chạm chữ thọ, và tấm này là đặc nguyên khối dày 3 phân. Và một cái bàn. Đấy, bàn này là Mộc làm cho mọi người là 8 ghế nha. Kích thước của nó sẽ là ngang 1m97, dài 1m97, cao lên đây là 78,5, và bao gồm 8 cái ghế. Chất cây xài 7-80 năm và giá của nó là 29.900.000 một bộ. Và bộ này xài, nói chung là làm hàng gọi là cao cấp á. Mộc sẽ cho mọi người coi hàng cao cấp như thế nào. Đây cho mọi người coi. Mà lấy cái ghế này, nó đang ghi về cái phần kích thước rồi. Đây, lấy ghế này đi. Đấy, mọi người thấy này, ghế này. Đó, mọi người để ý các đường chỉ ghép này. Mọi người thấy không? Cái này là các khớp ghép với nhau, và nó là đặc nguyên khối, và nó ghép nó nhỏ như một đường chỉ, mọi người thấy không? Đó, nhỏ như một đường chỉ luôn. Và các khớp này mọi người thấy làm rất là khít rồi, mọi người thấy không? Cái này là hàng Mộc, mình chưa sơn gì nha, mà nó đã khít như vậy rồi nha. Đó. Cái tựa này là tựa hai tấm, cái này là nó ghép từ hai tấm lại với nhau, và mọi người thấy đấy, cái ghép đường ghép ở giữa. Đó. Vì sao mà mình ghép hai tấm như thế này, mình không làm một tấm? Làm một tấm đặc thì cái cây nó to nguyên khối mà dày như thế này, rẽ nó lên cao. Còn nếu mà mình làm hai tấm như thế này thì đó, mình ghép lại như thế này thì rẽ thành nó mềm hơn, với cạnh nữa là mình phơi gỗ nó tốt hơn. Đó, dày đặc nguyên tấm luôn, 3 phân. Đó, rất là dày luôn. Và mọi người thấy này, nó là đường chỉ phân ấy, mọi người chạy này. Mọi người cứ coi cái đường chỉ này nó chạy này. Đấy, nó chạy đây này. Nó hơi mờ mờ nhưng mà mọi người nhìn lên đây này. Mọi người nhìn dọc đây nó vẫn có cái đường chỉ vân nó chạy xuống. Đấy. Đấy. Nó vẫn thấy chạy dọc lên chạy xuống. Đấy, nó vẫn có các đường chỉ vân này. Đó, nó cứ nối vân trên vân dưới với nhau. Cái ghế này hơi khó coi, một cái cho mọi người coi cái ghế này nó nhiều vân hơn. Đấy, mọi người lựa cái này nhiều vân mọi người coi nó dễ hơn. Mọi người nhìn khúc vân này. Đấy, nó có cái đường vân nó chạy xuống rồi. Đó. Và cây này nhiều khi nó vẫn có lỗi nha, mọi người thấy không? Cái này là nó vết nứt cây răm răm này, khi mà một sẽ làm lại. Đó. Cây tự nhiên nó mới vậy, có vậy nhé mọi người nhé. Nó đặc nguyên tấm 3 phân. Còn mặt này là mặt 2 phân, nhưng mà mộc chè đi thì có nó còn một phân 8. Và cái ghế à, mọi người thấy là cái ghế như Mộc luôn chỉ mọi người, cái ghế nếu mà mình làm đúng chuẩn ấy là bao giờ nó cũng phải lượn và nó ngả ra phía sau. Bởi vì sao mà mọi người phải lượn như thế này? Mọi người để ý ấy, khi mà mọi người ngồi những cái ghế mà lượn ấy, ngay kể cả ngồi những cái ghế trên xe khách này, xe hơi này, hay ngồi bất cứ cái ghế nào, cái ghế nó bao giờ nó cũng phải hơi ngả ra phía sau, thì khi mọi người dựa lưng vô nó mới thoải mái. Còn những cái ghế mà người ta làm mấy cái cây cứ đứng dọc từ trên xuống dưới ấy, là thực ra những cái ghế đó là người ta đang làm như vậy để ăn bớt cây. Thay vì như Mộc nói nha, một cái khúc cây to như thế này thì Mộc chỉ lọng được hai cái này chân này thôi. Còn nếu mà Mộc lọng quay cái chân thẳng thẳng ấy, thì Mộc lọng được 4 cây. Thì nó sẽ tiện, là nó sẽ rẻ hơn được rồi. Mình làm này mình lời hơn được một khúc gỗ rồi. Đó. Thì tất nhiên làm như vậy thì nó làm cái giá thành nó cạnh tranh để nó rẻ đi thôi. Nhưng mà về thiết kế thì những cái ghế đấy người ta đang làm thiết kế là làm sai. Đúng chuẩn mọi người ngồi cái ghế này, nó dựa lưng rồi. Nó hơi ngả ra một chút. Đấy, mọi người ngồi dựa rồi thì nó thoải mái. Còn nếu mà mọi người ngồi đứng ấy thì đấy, như Mộc nói là cái ghế nó cứ đứng như thế này thì mọi người ngồi sẽ rất là khó chịu. Và những cái ghế là người ta bị thiết kế, người ta thiết kế ăn gian, người ta thiết kế lỗi ấy. Và những cái loại đấy bây giờ trên thị trường bạn rất là nhiều nhá mọi người. Vì sao? Bởi vì giá thành nó rẻ. Người ta đua giá rẻ nhau, người ta làm. Đấy, còn mọi người muốn mua hàng đẹp, hàng đúng chất thì mọi người có thể coi bên Mộc. Đấy, Mộc cho mọi người coi từ hàng Mộc. Mọi người thấy này, các đường chỉ làm rất là khít luôn. Đấy, các khớp ghép này rất là khít, đường chỉ làm rất là khít. Và hàng đúng chất cây gỗ xịn và làm tay nghề thợ làm cao. Đó, bên phía dưới các khớp này đều làm mộng hết này. Đó,
Nhưng mà cây nó vẫn có lỗi, mọi người thấy không? Đấy, nhưng mà cũng nói là cái mặt tiền bây giờ nó cũng đẹp, nhưng mà bên trong này thì nhiều khi đấy, nó có nhiều vết găng nứt một chút, khi sơn thì mộc sẽ làm lại đó. Và mọi người thấy đúng đúng chất cây thì đấy, nó đồng màu thôi. Và một bộ như thế này ấy, là 29.900.000 một bộ nhá. Đấy, đúng chất cây, mọi người xài cái này, mọi người xài một phát là xài 6-70 năm thôi, không sợ hư. Và ngồi ghế nó có giá trị nhá. Đấy, cho mọi người coi các ghế khác của bên mộc. Cái này thì mộc đang làm cho khách, nghe làm cho khách ở Nha Trang á. Đó, 8 ghế đều đẹp như nhau. Rất là đẹp nha. Đấy, còn cái ghế này nếu mà kích thước của nó, mộc xin báo kích thước mọi người cái ghế này luôn. Cái ghế này ấy là chiều sâu của nó là 51. Đấy, cao ngang là 44 và cao từ đất lên trên đây là 1m08 này. Còn nếu mà mọi người cao từ đất lên trên cái mặt này là 46 và cao lên mặt bàn này là 78,5, nên mọi người ngồi ấy, khi mọi người ngồi à, đấy nó vẫn lọt chân vô, phải nó ngồi vô cái bàn này. Đấy, 78,5. Cái bàn ăn này thì khoảng 80 trở lại. Đó, thì cái mặt đấy, chiều cao từ đây lên trên đây, cái mặt thì nó khoảng 80 trở lại là mọi người ngồi này, nó hợp lý. Đó, mọi người chân như vậy vẫn thoải mái. Còn nói về cái bàn, cái bàn này thì nó bốn trụ chân này là trụ chân 12 phân đặc nguyên khối. Mấy này trụ đặc hết này. Đó, yếm này viền bài dày 3 phân. Bên phía trên này cũng dày 3 phân. Nhưng mà nó thiết kế theo kiểu 35 khung chăn. Cái viền ngoài 3 phân, mặt bên trong này là 1/3. Đó, thì mặt bên trong này mỏng. Và mọi người thấy cái mặt này nó làm chạy theo kiểu chỉ vét. Nghĩa là nó làm chỉ vét như thế này. Đó, thì mọi người làm như thế này thì nó sẽ cực công hơn. Và mọi người sẽ kiểu như là khi cây nó co rút ấy, thì mọi người cũng sẽ không thấy cái đường nó hở ra. Đó, và thiết kế theo kiểu hệ đỡ rất là cứng. Đấy, xíu mộc sẽ cho mọi người coi cái phần hệ đỡ đó. Nhưng mà những cái bàn này giống như mộc nói là mọi người để đồ ăn hay mọi người để sử dụng thì nó vô tư, nó không thành vấn đề gì hết. Chúng em tấm hết đồ ăn liền. Ok, đó, đây mộc sẽ cho mọi người coi cái thiết kế hệ đỡ bên phía dưới. À, mọi người thấy này, mấy cây đỡ phía dưới ấy, nó cũng đều là bằng cây gỗ gõ đỏ hết luôn. Đấy, và không phai cây. Đấy, mọi người thấy làm rất là dày luôn. Mấy cái yếm viên này làm dày 3 phân hết nè. Em 10,5. Nó đúng chất cây hết. Không phai cây nha mọi người, nên mọi người xài rất là bền. Khi mộc sơn thì mộc sẽ sơn xịt lót cho mọi người luôn. Và thiết kế các hệ, các khớp ghép này mọi người thấy. Các khớp ghép này làm rất là khít này. Và nữa là các chân này, các chân tiện này, là mình tiện như thế này thì nó sẽ làm nó sẽ thẩm mỹ và nó tốn công hơn nha, so hơn với cả các loại chân vuông này bình thường. Bởi vì mọi người tưởng tượng cái chân này cứ mới tiện một cái chân như thế này 200.000 thôi, bốn cái chân này là nó dài 800.000 rồi, mọi người thấy không? Chưa kể các đường chỉ viền này, mọi người thấy này, cái đường chỉ viền phay bo này, trong chạy lượn này, mọi người thấy không? Chạy rất là đều, chạy viền chỉ trên, viền chỉ dưới nữa, làm nó rất là cực công. Và cái này làm dày 3 phần này, các khớp ghép đường chỉ này, mọi người thấy nó rất là nhỏ thôi. Đó, thì mình phơi cây khô mình ghép vậy, các đường chỉ này nó nhỏ. Còn nếu mà cái đường chỉ này mà càng to càng hở ấy, chứng tỏ là tay nghề thợ ấy, người ta gỗ người ta không phơi khô ấy, thì người ta ghép ấy, thì nó bị hở to quá, xong người ta lúc mà sơn người ta phải chém chém keo lại, thì các đường chỉ ghép này nó mới to. Còn đúng chuẩn ấy, nếu mà mình làm phơi cây khô ấy, là các đường chỉ ấy nó sẽ rất là nhỏ. Đấy, bộ này là 29.900.000 nha. Đây, mộc sẽ cho mọi người coi những cái bàn khác mộc đang lên luôn. Đây, cho mọi người coi này.
những cái chân này ấy, đều làm khớp mộng hết, mọi người thấy không? Làm ấy, làm hàng cao cấp ấy, và nữa làm hàng đúng ấy, thì các khớp mà mọi người đều làm mộng hết, và các quay khai trị à, mình đều nhét mộng vô hết. Đấy, mình làm như thế này thì đấy, bạn xài 6-70 năm nó mới xài được, bởi vì nó đi theo hệ mộng rồi, chứ không phải làm hàng chợ chợ ấy mọi người nha. Đấy, cái mặt bàn khác mộc đang lên nè. Đó. Đấy, cứ làm đúng chất cây cho mọi người. Đấy. Có đỏ 100% nha. Đấy, mọi người muốn mua hàng đúng chất cây, hàng xịn, mọi người có thể tham khảo bên mộc. Với một bộ bàn ăn như thế này. Đây còn đá quay cho mọi người coi cái bàn bên này nữa. Cái bàn bên này thì mộc cũng sẽ quay cho mọi người coi một chút. Đấy, cái bàn bên này thì nó chỉ giống y hệt cái bàn, nhưng mà nó khác kiểu ghế thôi mọi người thấy. Cái kiểu ghế này thay vì làm cái tựa kia là mình làm dày 3 phân, còn tựa này mình làm cái nen bo bo như thế này. Đó. Nó chỉ thay đồ kiểu ghế thôi, là một bộ này chỉ có 26 triệu 9 thôi. Nó sẽ rẻ hơn so với cái bộ bên kia là 3 triệu một bộ. Nhưng mà vẫn đúng chất cây nha mọi người nha. Còn như Mộc cũng chưa nói về cái hàng pha cây hay người ta pha những cái loại gỗ tạp đồ. Đó, thì nói chung ấy là đồ gỗ thì là một trong những gọi là mặt hàng đa dạng, và người ta có thể thay đổi chất liệu, giống như là Mộc làm gõ nhưng mà Mộc pha cây tạp vô, Mộc vẫn nói gõ. Mộc bán mọi người là Mộc có thể lời thêm được quả triệu nữa. Nhưng mà làm như vậy thì nó không có bền. Và khi nếu mà Mộc làm online như thế này quay lên nói bố láo này sẽ bị bóc phốt liền mọi người. Rồi vậy nhá mọi người nha. Chào mọi người.